thật là một ngày đẹp trời. Thật sao? Hoa thật là thơm. Cầm lấy nè. Yêu, mình bị dị ứng hoa. Trời sắp chuyển mưa rồi. Mình sẽ ướt mất. Yay, mình thích chơi đạp nước. Yêu, bắn tung tóe hết rồi. Thử ướt hết rồi kìa. Về nhà thôi. Lạnh quá đi. Để mình đi pha trà. Nóng quá. Lau người trước đi nào. Ổn hơn rồi. Thư giãn nào. Mình không thể thư giãn khi người dính đầy bùn như thế này. Ai vậy? Mình không thấy gì hết. Vẽ đôi mắt. Buộc tóc đuôi ngựa. Chọn vải màu cam. Lấy bút nha. Và đánh dấu lại. Mặc thử nào. Cùng làm áo dài tay thôi. Vẽ sọc. Mặc vào nè. Mình có em bé à. Bông tai thời thượng. Anxiety đã sẵn sàng. Không, mình sắp muộn mất rồi. Nếu họ không chào đón mình thì sao? Nếu họ không có ở nhà thì sao? Mình nên vào hay không đây? Ai đó? Chào cậu nha. Yay, cậu sắp trở thành mẹ rồi nè. Chúng ta cùng trò chuyện đi. Cậu ngồi đi. Đưa mình chiếc bánh nào. Cậu cần đến bệnh viện khám đấy. Mình sợ bác sĩ lắm. Uống trà thôi nào. Ai muốn uống nè. Mình một ly nha. Hãy viết tên tất cả các nhân vật dưới comment nha. Nhưng cậu có háo hức không? Mình không biết cách chăm sóc em bé. Cậu sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời mà. Ăn thôi nào. Mình thấy không khỏe. Mình đau bụng quá à. Là do bánh của mình sao? Alo, xe cấp cứu đúng không ạ? Đến nhanh nha. Cấp cứu đến đây. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình đau bụng quá. Chúng ta cần siêu âm. Xem nào. Cậu đang có em bé đấy. Đến mình. Cậu cũng đang có em bé. Hai em bé. Tuyệt quá đi. Chúng ta đã có con rồi. Ba bà mẹ. Chọn loại giấy nào nhỉ? Cắt thành dải. Lấy trứng nhựa. Phóng to nha. Quấn lại bằng giấy. Cô te ghê. Thì nhà ta bơ xong rồi đây. Tiệc tiết lộ giới tính bắt đầu rồi. Trời, chúc mừng cậu nha. Chúng mình có quà cho cậu đây. Thank you. Dễ thương quá đi. Bà ngồi đây được không? Ý, gần quá đi. Đông quá đi mất. Cùng đón xem giới tính của em bé thôi nào. Cẩn thận. Cậu không nên làm vậy quá sức đâu. Cậu sẽ làm hại đến em bé mất. Đừng lo. Mình không nhìn đâu mà. Yeah, là bé gái. Yêu, thật lộn xộn. Mình sắp có con gái. Là kẹo nè. Không, rơi xuống sàn rồi. Bụng của mình. Đến lúc rồi. Mình nên làm gì đây? Em bé sắp chào đời rồi. Lấy một chiếc hộp. Vải vụn. Bỏ vào hộp nha. Cắt vải. Phần nắp đã xong. Ghép chúng lại. Trang trí bằng da. Mang gì đến bệnh viện đây nhỉ? La la la. Mình cần gì đây? Không biết nữa. Thứ này hợp lý không? Ok, máy ghi âm.
và hoa nữa. Gà Tây, sao mà thiếu gà Tây được chứ? Không vừa. Đóng lại. Cậu xong chưa? Quên chúng đi. Mình đến đây. Ok, mình sẽ chỉ mang những thứ quan trọng thôi. Khăn và thuốc sát trùng. Chúng ta phải đi thôi. Anh Seti gần như mang theo nửa ngôi nhà luôn kìa. Búp bê LOL. Đập hộp nha. Mặc tả vào. Chọn màu nào. Màu đỏ. Vẽ khuôn mặt. Răng trắng quần sọc. Nên dùng loại nào nhỉ? Tóc đuôi ngựa. Cắt phần ngọn. Em bé NC, em bé Yucky và Happy. Mời vào. Bẩn quá đi mất. Vào đi nào. Chà, phải làm gì với cậu đây? Sát trùng mọi thứ thật cẩn thận. Cô lao công ơi, gọi ta làm gì? Bệnh nhân chơi phòng bẩn quá kìa. Cái gì? Đúng là nhiều chuyện mà. Xong. Thank you. Tốt hơn rồi. Cô tè quá. Trông bé con giống hệt mình. Con gái của NCT cũng chào đời rồi. Còn đây là con gái của Joy, Happy. Con yêu. 1, 2, 3. Lấy ít đá màu nha. Chọn ống hút. Đặt lên trên. Cắt bản in ra. Dán lại với nhau. Sơn phần đế. Thiết bị giám sát trẻ em đã xong. Chúng ta đến nhà rồi. Đi ngủ thôi. Bé con làm sao vậy? Hay mình nên lấy gối ta? Không phải hơi nhiều hả? Chơi chơi. Con yêu đi ngủ thôi. NC bé nhỏ không thể ngủ yên. Sao con không đi ngủ? Mình không thể trông con bé mãi được. Phải mua dụng cụ chuyên dụng thôi. Giao hàng đến đây. Là thiết bị giám sát trẻ. Mình sẽ đặt camera ở đây. Giờ thì mình có thể nghe và thấy mọi thứ rồi. Cái gì vậy? Chúng ở khắp mọi nơi. Mình nên đi ngủ thôi. Con gái sao rồi nhỉ? Con bé đang say ngủ. Yay, thành công rồi. Lấy một cái nút chai. Tạo hình nha. Gắn các bộ phận. Lấy dây màu. Lên màu hồng. May áo khoác. Trang trí thêm một chiếc nơ. Nụ cười xinh. Đây là Bingo Bongo. Joy và con gái đi đến cửa hàng đồ chơi. Con yêu, con muốn món nào? Chúng em có đa dạng các sản phẩm. Mời xem. Con có thích món nào không? Món này thì sao? Để xem nào. Có chiếc nào được không nè? Mình nên chọn món nào đây? Comment cho mình biết với nha. Con muốn chú voi. Lấy chú voi nha. Ngoài trời đang đổ mưa. Ồ, Bingo Bongo rơi xuống bùn rồi. Không sao đâu, phủi sạch là được mà. Của con đây, như mới luôn. Đạp nước vui lắm, con thử đi. Con bẩn hết rồi kìa, bé cưng à. Bùn không thể ngăn cản được niềm vui. Lấy nắp chai nha. Vẽ đường viền. Đỉnh lên nha. Dán ri băng. Biến thành kính. Xong. Chào mọi người. NC, con muốn chơi cùng các bạn không? Đi đến bãi cát nào. Không, nguy hiểm lắm. Nhúng lò xo dễ bị thương lắm. Bóng có thể đập trúng đầu của con. Chó thì cắn.
Sao họ lại bất cẩn vậy nhỉ? Phải nghĩ ra cách giải quyết thôi. Đúng rồi, đồ bảo hộ. Trang phục gì đây? Ừ, mẹ có thể thở vào rồi. Và bé thì có thể chơi thật vui. Các con cẩn thận bóng nha. Vào. À, các con. Đồ bảo hộ, bảo vệ các con. Cho con chơi thêm một chút được không? Không, chúng ta đi về. Sân chơi đúng là quá nguy hiểm. Lấy Islam nha. Mở lớp lớp ra. Đổ ra nào. Đục lỗ. Gắn nắp đậy. Thêm logo. Không được vứt rác nha. Mùi gì vậy nhỉ? Là từ tã của bé con. Phải làm sao đây? Phải thay tã cho con. Nhưng mà không biết làm. Để mình giúp cho. Chờ chút nha. Đây nè. Ồ, ghê quá đi. Cần được bảo vệ đặc biệt trong những tình huống như thế này. Lại đây nào, Jackie. Xem nào. Vứt vào thùng rác nhanh. Khóa lại thật kỹ. Lấy tã lót mới nào. Xong, đã sạch sẽ. Con gái ngoan. Phew, mình làm được rồi. Mẹ ơi, con muốn đi tiểu. Chúng ta cần gì nhỉ? Ừ, không phải. Đây rồi, lấy chiếc hộp nha. Một mảnh giấy xốp. Cắt phần nắp. Cắt đầu ống hút nha. Gắn nắp vào. Ống nhòm đẹp đó. Cậu trông hai bé giúp cho mình nha. Cảm ơn, bye bye. Ngồi yên nào, chờ chút nha. Bé con thế nào rồi nhỉ? Phải kiểm tra mới được. Ô không, NC đang ở sát mép ghế rồi. À, con yêu, phải cứu con ngay. Múa rối đây. Cẩn thận nào, ngồi xuống đi. Buổi biểu diễn sẽ rất tuyệt đó. Ừ. Nào nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Chờ một chút, mình phải xem thêm chút nữa. Đến lúc lớn lên rồi. Tớ bị dơ mất rồi. Không sao mà. Tô màu lên mắt nè. Thêm phấn bắt sáng nào. Má hồng nữa. Nhìn đẹp quá đi. Nhưng mà tóc của mình không được đẹp cho lắm. Thả tóc xuống đi nè. Cho tớ trang phục mới luôn được không? Cậu có thích áo len này không? Nhìn nó trống trải quá đi. Vẽ sọc bằng sơn acrylic nào. Mặc thử đi. Giờ tôi váy nè. Vớ trắng nữa thôi. Đôi giày bốt đẹp nữa. Sơn bóng lên nha. Vẽ bên ngoài của cậu xong rồi nè. Cảm ơn cậu nha, Lalilu. Ủa, tiếng ồn gì vậy cả? Giận dữ và niềm vui đã quyết định chia tay. Đi đi, chúng mình không còn ở bên nhau nữa rồi. Mẹ ơi, ba ơi. Nhanh lên đi. Mẹ ơi, mẹ sẽ nhớ con chứ. Nhấn nút thích để ba mẹ tớ có thể làm hòa sớm nha. Mẹ yêu con lắm. Tạm biệt con. Giờ chỉ còn lại ba và con gái thôi. Giờ chỉ còn lại hai người mình thôi hả ba? Mọi chuyện sẽ ổn thôi con à. Mẹ mới, vẻ ngoài mới. À, tớ chưa sẵn sàng mà. Thêm màu xanh lá. Thêm chút son môi nào. Lông mi dài nữa. Tớ nên chọn cái nào đây? Hay là màu xanh lá ta? Biết mà. Làm một mái tóc thật hợp thời trang. Nice. Lấy chút vải beeblex. Chiếc váy đẹp quá đi. Mang quần legging vào. Và một cái nơ mang ở cổ nữa. Vẽ hình bông hoa nào. Vẽ bên ngoài xong rồi. Chảnh chuệ à, cậu thấy sao nè? Cũng được, cảm ơn cậu nha. Nhìn em trông tuyệt lắm, đi gặp con của anh đi. Con à, đây là mẹ mới của con nè. Chào cô bé. Sẽ để cái này ở đây. Đẹp hơn rồi đó. Vừa bộn quá đi. Con à, dọn dẹp lại ngay đi. Dạ, con làm ngay ạ. Lau dọn ở đây. Và đây nữa.
Lo lắng đã cố gắng rất nhiều. Đỡ hơn rồi đó. Lấy cho mẹ ly cà phê đi. Của mẹ đây ạ. Con tự pha đó mẹ. Có vẻ như là cô bé rất là lo lắng. Ồ không, nguyên cái đầm bị dơ rồi. Con xin lỗi mà, con không cố ý đâu. Trời ơi, đồ chơi yêu thích của mình. Mình sẽ cho mẹ một bài học mới được. Không ai được phép ngồi lên Fluffy hết. Thôi em quá đi. Mình có ý này. Kiếm một cái tô. Lấy chút keo nha. Thêm chút nữa nào. Một vài giọt thuốc nhuộm. Dùng đũa khuấy lên. Đi đến phòng thí nghiệm của chúng mình thôi nào. Đến giờ cho phép thuật rồi. Thêm nguyên liệu kỳ diệu vào nào. Trộn lên. Là slam nè. Rắc kim tuyến vào. Nửa nè. Và nửa nè. Nhiều kim tuyến quá. Dùng tay nặng nào. Màu khác nhau. Độ co giãn của nó rất tuyệt đó. Để vào cái hũ nha. Dán nhãn lên nắp nè. Tụi mình làm tốt lắm. Mình sẽ cho mẹ slam. Một cái trong giỏ. Cái khác thì trong tủ. Và mỹ phẩm nữa. Sẽ vui lắm cho mà coi. Fluffy à, trốn đi nào. Điện thoại đâu rồi ta? Cái gì đây? À, ghê quá đi. Ở đâu cũng có hết vậy. Mình không chịu được nữa rồi. Có gì trong cái hộp vậy? Lấy hộp đựng lên nào. Lấy đồ bên trong ra nha. Tô màu acrylic lên. Sơn lớp dày. Gắn dây da vào. Thêm cái tay cầm nữa. Trang trí nhãn dán lên nha. Vali xong rồi nè. Để kẹo vô nào. Khó lắm mới đóng lại được. Màu hồng, xanh lá, cam nè, vàng nè, đỏ nữa. Đếm có bao nhiêu cái vali ở đây. Đúng rồi, là 5. Để gọn lại nào. Có gì đây? Là hộp đựng đồ chơi. Thôi mà, đóng lại đi. Mình có nhiều đồ chơi quá à. Lo lắng thích tích trữ đồ chơi. Được rồi, vali của mình. Đói quá đi. Đừng có chơi nữa. Đi dọn dẹp đi. Nhanh, lẹ lên. Đồ chơi đúng là rác mà. Kẹo kìa. Chảnh chọe đã ăn rất ngon miệng. Của con mà. Không được. Sao mẹ có thể. Không còn gì cả. Mình không thể chịu được nữa rồi. Mình sẽ đi thật xa. Lấy cái nắp nào. Cắt bỏ phần đấy đi. Thành màu xanh rồi nè. Đẹp quá à. Gắn vải nỉ xung quanh đầu gối nào. Khuỷu tay nữa. Lấy một ít đất sét nha. Nặng thành cái đệm. Giờ thì cậu có thể đi được rồi. Thanks. Coi chừng. Bắt lấy. Là mẹ nè. Lo lắng nhớ mẹ nhiều lắm. Yay, mẹ con ta trở lại với nhau rồi. Fluffy nè con, bé không sao. Mẹ và con gái có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Con có muốn ăn vặt gì không nào? Ngon quá đi mất. Con à, tặng cho con nè. Bạn mới cho Fluffy đây. Ngày hôm nay vui quá đi. Con à, con đang ở đâu vậy? Đi về ngay. Dạ ba. Mẹ cho con ít tiền nè. Dạ con cảm ơn mẹ. Gặp lại con sau nha. Goodbye. Lấy đất sét polymer. Vo tròn lại. Nặng 4 cái chân. Tay và đốm. Xẻ một đường nhỏ. Nung trong lò nào. Xong rồi. Vẽ mắt nè. Giờ thì tiền tiết kiệm đã an toàn rồi. Để bé heo lên bàn thôi nào. Tuyệt quá. Mình sẽ giấu quà của mẹ tặng đi. Mình có nhiều tiền quá à. Ấn tượng đó. Nhiều tiền hơn mình nữa. Ồ con ơi. Mẹ nhớ con lắm. Thật sao? Tất nhiên rồi con gái à. Chị mua thật nhiều đồ chơi cho con nào.
Dạ đi thôi nào. Đến cửa hàng thôi. Thích gì thì lựa đi con. Oh my god. Con muốn mấy bé búp bê này. Túi dễ thương quá. Giờ mình có đủ tiền rồi. Mình sẽ mua hết. Tiền đây nè. Đây có phải là túi mới không vậy? Heo đất của mình đâu rồi? Chảnh chọe đã trả tiền rồi. Không được, sao mẹ có thể làm vậy? Đừng buồn mà, sách toán của mẹ con nè. Tội nghiệp lo lắng quá. Thật là bất công mà. Có gì trong cái hộp vậy? Không. Không. Được rồi, lấy một sợi dây bằng vải nhung, quấn lại với nhau, làm thành một cái hình bóng nào. Cơ thể của chú mèo đã xong rồi. Gắn cái đầu vào. Tai nữa. Thơm thơm. Lông đẹp quá đi. Chú mèo đáng yêu quá. Chú mèo đã sẵn sàng để chơi cùng rồi. Có nhiều rác ở đây quá đi thôi. Mẹ kế kêu mình lấy mọi thứ ra. Tiếng kêu đó của ai vậy? Ồ, bất ngờ quá đi. Mình sẽ mang em ấy về nhà. Em ấy sẽ sống cùng gia đình mình. Ngồi đây đi nào. Chú mèo muốn mài móng vuốt của mình. Ô không, đó là chiếc đầm của chảnh chọe mà. Đây là bộ đồ yêu thích của mình. Su, su. Bị sờn hết rồi, bị hư mất rồi. Mèo con muốn được sửa đổi. Đi ra khỏi đây đi, đi đi. Em à, sao vậy? Em thấy quá nhiều, là bỏ chét đó. Ở đâu cũng có cả. Chúng mình phải đuổi chúng đi. Ba ơi, bình xịt đây nè ba. Giải quyết chuyện này thế nào? Ít ra thì mẹ con sẽ không bị con gì cắn. Lấy một mảnh vải da nhân tạo, may lại với nhau. Một mảnh nữa. Găng tay đã xong rồi. Còn trái banh thì sao? Tôi màu acrylic lên hạt sau chuỗi nào. Dùng cỏ tốt để bẻ họa tiết nha. Của cậu nè. Nhà ta có thể chơi bóng chày rồi. Được rồi, ai ném banh đây ba? Ba lấy banh đi. Được rồi, chuẩn bị bắt đi nè. Ba ném đi. Bắt được rồi. Giỏi lắm con gái à. Mẹ đang ngồi ở đó kìa. Ba bắt lấy đi. Đúng ngay đầu luôn rồi. Là em sao, niềm vui? Có còn đau nữa không? Rất vui vì gặp được anh. Anh cũng vậy. Ba mẹ có quay lại với nhau không nhỉ? Lấy vài cái que gỗ, đặt chúng lại với nhau. Bỏ phần thừa đi. Căng tấm vải bạc ra. Để nó lên cái giá vẽ nào. Cắt các mảnh từ ống hút ra. Đổ sơn vào. Đậy nắp lại. Bộ dụng cụ vẽ đã xong rồi. Chảnh chọe vẫn chưa hay biết tin tức gì. Em về làm anh vui lắm. Hả? Ai vậy cà? Cô ấy sẽ phải đi. Tạm biệt em nha chảnh chọe. Chúng mình hạnh phúc quá. Nhà mình vẽ cùng nhau đi ạ. Sơn lên lòng bàn tay nào. Lòng bàn tay có màu. In lên miếng vải thôi nào. Ký tên lên nha. Phải bỏ tấm hình này đi thôi. Được hơn nhiều rồi đó. Cuối cùng thì gia đình mình lại được đoàn tụ với nhau rồi. Wow, trái banh phép thuật nè. Chúng mình sẽ làm ai đây ta? Đương nhiên là niềm vui rồi. Nhuộm tóc nè. Tô màu cho mắt. Bút chì xanh dương. Lali Kadabra. Đừng quên tên nha. Xin chào mọi người. Đây là quà của cậu nè. Đếm và bình luận phía dưới là tớ có bao nhiêu bong bóng nha. Đúng rồi, là 6 quả. Wow, bong bóng kìa. Tớ muốn một quả. Của cậu nè. Chơi đuổi bắt đi các cậu. Nhanh hơn đi nào. Đứng dậy đi, để tớ giúp cậu nha. Các bạn nhỏ chơi với niềm vui rất là vui vẻ luôn. Ồ, ai đang tới vậy nhỉ? Tránh đường ra đi. Hello. Cậu là ai vậy hả? Nhìn mấy quả bong bóng này đi. Tớ sẽ chọc thủng mấy quả bóng này. Wow, cái gì vậy? Yeah, hoa giấy nè. Lấy cái hộp nha. Que gỗ nhiều màu. Cắt ra một mảnh. Dán vào các mép của hộp. Trang trí hoa lên nào. Các động lực.
đổ cát vào bên trong. Hộp cát đã xong rồi. Các cậu chơi được rồi đó. Các em bé rất thích cát. Đổ vào cái khuôn của tớ đi. Ok. Không có gì nha. Chơi chung với nhau vui quá đi thôi. Các cậu làm gì ở đây vậy hả? Tớ sẽ tự chơi một mình. Ừ, nóng nảy đã đuổi mọi người đi hết rồi. Hộp cát là của tớ. Tớ muốn làm gì thì làm. Cho tớ chơi chung với nha. Ok. Cậu thì được. Hình như là nóng nảy thích niềm vui đó. Đúng rồi. Tớ có ý này. Xây lâu đài đi. Em bé niềm vui làm đẹp hơn nhiều. Yay. À, nhận lấy đi nè. Cậu đang lo lắng, thư giãn đi nào. À, thật á. Nóng nảy và niềm vui đã chơi với nhau rất vui. Lấy một bé búp bê nha. Dùng màu Arenito mắt nào. Giờ thì tới lông mày. Lấy chút màu pastel nha. Mang mũ vô. Ướm thử tóc nào. Đẹp lắm. Xẻ tóc bớt đi nha. Cắt tóc vui quá đi. Tới giờ mang quần áo rồi. Bộ này sẽ vừa. Niềm vui ơi, tới giờ mang đồ rồi. Của cậu đây. Sắp hoàn thành vẻ bề ngoài này rồi. Cắt phần đầu đi. Giờ chỉ còn ba lô nữa thôi. Niềm vui đã sẵn sàng đi học rồi. Cảm ơn cậu Lalilu, tớ hào hứng quá đi. Đây là bạn học mới của lớp mình, là niềm vui. Hello. Là cậu ấy kìa. Chào nóng nảy nha. Tớ ngồi ở đây nha, chỗ này tớ để cặp rồi. Tớ sẽ ngồi với cậu, cậu để cặp đi chỗ khác đi. Cậu thích như vậy không nào? Không sao đâu. Tới giờ đi học rồi. Các em à, làm bài thôi nào. 3 cộng 2 bằng mấy nè? Viết câu trả lời dưới phần bình luận nha. Em biết ạ. Cho em lên bảng được không cô? Là kẹo sinh gum. Hey. Tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Ô, thô lỗ quá đi mất. Nóng nảy à, cho tớ mượn ba lô của cậu chút được không? Mở ra nào. Lấy vật có hình nhộng ra nha. Đục một lỗ. Cắt một phần đi. Giữa phần mép. Gắn thêm cái cò súng vào. Dán vòng tròn vào. Giờ thì tới tâm nha. Cắt phần đầu đi. Đây đúng là vũ khí đáng sợ mà. Phải để lại chỗ cũ thôi. Nóng nảy đang đi tới tủ của cậu ấy. Tình yêu ơi, sao mình không thể thú nhận cơ chứ? Tới giờ quậy phá rồi. Cây súng yêu thích của mình đâu rồi ta? Ha ha, đây rồi. Cẩn thận nào. Mục tiêu tuyệt lắm. Nhắm vào. Ủa? Giỏi lắm. Ồ, cẩn thận nào. Ủa, là cô hiệu trưởng đó. Nóng nảy, lại là em à. Lau dọn chỗ này nhanh lên. Xô cho em nè, cây lau nhà nữa. Mình không muốn lau dọn mà. Niềm vui à, cẩn thận nha, trơn lắm đó. Đỡ được cậu rồi. Cảm ơn cậu. Không có gì, để tao giúp cậu cho. Xong rồi, hết dơ rồi nè. Dọn dẹp cùng với bạn thì nhanh hơn nhiều, còn vui hơn nữa. Thì ra đây là tình yêu à. Cậu ấy đẹp trai quá đi. Người yêu của mình. Đúng là một cặp đôi kỳ diệu mà. Lấy cái lọ đựng từ cành hoa. Màu đỏ acrylic. Những mảnh Lego nữa. Gắn vào cái lọ. Gắn vào vòi nào. Lấy tai nghe cũ. Để vào một cái lỗ. Hướng dẫn sử dụng ở trên bình. Sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp. Niềm vui hẹn nóng nảy cho một buổi hẹn hò. Em ấy trễ rồi. Em ấy đâu rồi? Mình sắp bật rồi đó nha. Em tới rồi nè. Em có bất ngờ cho anh đây. Bịt mắt lại đi. Okay. Anh không thấy gì cả. Đi thôi.
anh mở mắt ra được rồi đó. Rạp chiếu phim sẽ là nơi để hẹn hò. Em đã mua vé rồi nè. Anh muốn ăn bắp rang bơ. Hàng dài quá đi. Cho mình một bắp rang bơ nha. Ô không, càng ngày càng ít bắp đi rồi. Một bắp rang bơ cho hai người nha. Xin lỗi, tụi tôi bán hết rồi. Cái gì? Tôi muốn ăn bắp rang bơ. Cháy! Chúng mình phải dập lửa thôi. Bùng cháy thì là vi phạm nội quy trong rạp chiếu phim. Được rồi, để em lau nó cho. Chúng tớ thành thật xin lỗi nha. Đây là giỏ kẹo cho hai cậu nè. Cảm ơn em yêu. Không gì có thể làm gián đoạn buổi hẹn hò nữa rồi. Đến lúc đặt câu hỏi rồi nè. Kết hợp hai thứ lại. Thêm cái miệng nào. Tô màu acrylic trắng lên nha. Cặp chim bồ câu đám cưới đã xong rồi. Em có đồng ý làm vợ anh không? Bay tới nóng nảy đi. Sắp xong rồi. Chưa mà. Ồ, chào em. Ngồi đi nào. Đây là Sebastian, cậu ấy sẽ chơi nhạc cụ cho chúng ta. Lãng mạn quá đi. Sebastian đang làm hết sức mình. Cậu chơi nhỏ lại xíu được không? Anh nói gì em không nghe rõ. Ồn quá đi thôi. Vậy thì tớ sẽ chơi guitar vậy. Đi chỗ khác đi. Anh à, bình tĩnh nào. Ai cũng có thể làm tổn thương một người nghệ sĩ mà. Xin lỗi em yêu, vẫn chưa kết thúc đâu. Anh yêu em, em có đồng ý làm vợ anh không? Ngạc nhiên quá đi mất. Có chứ, em đồng ý. Đến lúc chuẩn bị cho đám cưới rồi. Lalilu à, may cho tớ một cái váy đi. Đương nhiên rồi. Cắt các mảnh ra. Dùng máy để may lại. Mặc thử chiếc váy đi nào. Cột thắt lưng lại nha. Hoa xanh dương nè. Sau cắt hạt lại với nhau. Đội vòng hoa trên tóc nữa. Bó hoa của tớ đâu rồi? Của cô dâu nè. Thơm quá đi. Đơn giản và thanh lịch. Để tớ dẫn cậu lên lễ đường nha. Niềm vui là một cô dâu hạnh phúc. Chỉ có mình chảnh chọe là không vui như thường ngày thôi. À, người đẹp của anh nè. Chiếc váy không được đẹp cho lắm. Chúng ta bắt đầu đi. Tên nhạc sĩ đó lại ở đây. Anh nè, đừng bị mất tập trung mà. Hai người có đồng ý trở thành vợ và chồng không nào? Yes. Tớ sẽ cho cậu biết tay. Cũng thú vị đó. Mệt quá. Thứ lỗi cho tớ nha. Cho các cậu nè. Wow. Thấy mắt ói quá đi. Tới lúc quăng hoa cưới rồi. 1, 2, 3. Tối nay em có rảnh không? Chụp hình nhóm để lưu lại kỷ niệm. Tụi mình có gì trong vali đây? Lấy một cái gắn vào phần đầu nha. Bỏ phần thừa đi. Dán tay cầm vào. Tụi mình có thể làm sinh tố uống rồi. Niềm vui cần vitamin. Là pizza. Mình đói quá đi, phải không con? Tớ mang bữa trưa cho cậu nè. Cậu cầm cái gì trên tay vậy hả? Pizza đó, cậu muốn ăn không nè? Cậu cần đồ ăn bổ. Tớ sẽ làm nước sinh tố. Hành tây, phô mai, chuối nè. Để pizza lên đầu. Thấy ghê quá đi. Ngon lắm luôn đó. Người sắp làm mẹ thì hiểu rõ hơn. Nếm thử đi nè. Nghe mùi thơm quá à. Thôi nào, ngồi dậy đi. Cậu phải thử nó mới được. Mình cần phải ra khỏi đây ngay. Cậu ấy bị sao vậy ta? Wow, ai ở trong đó vậy? Là em bé xấu tính đó. Dùng màu acrylic để tô mái tóc nha. Chú gấu bông này cho bé nè. Ồ, cậu là cô bé cứng cỏi, cần phải bình tĩnh lại đó. Ti giả đây. Đặt bé vào khăn nào. Còn đây là cô em gái nè.
Bác sĩ ơi, nhanh lên, đến lúc rồi. Đợi một chút nha, cậu cảm thấy sao rồi? Ổn, nhưng mà em bé sắp ra rồi. Đợi tới chút nha. Cậu ấy đi đâu vậy cả? Đi tới phòng sanh thôi nào. Gia đình sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Ồ, lâu quá, đi thôi. Mình không thể chờ được nữa. Khi nào mới xong vậy? Chúc mừng cậu, đây là bé con của cậu nè. Hooray, cuối cùng cũng được rồi. Go go, bé con của ba. Ngủ đi con. Một em bé khác nữa đây. Hai bé lận à? Dễ thương quá đi. Cho tớ bồng được không? Và đây là bé thứ ba. Gì cơ? Bé thứ ba á? Nhìn không giống nhau cho lắm. Chắc là bị lộn rồi. Niềm vui đã làm tốt lắm. Ồ, các con đáng yêu của tụi mình là sinh đôi nè. Chúc mừng hai cậu đã có con nha. Tạo hình em bé nào. Ghép các bộ phận lại. Lấy sơn và cây cọ. Vẽ tóc nè. Rồi đến đôi mắt. Tiếp theo là đôi môi. Trang trí bằng chiếc cúc nha. Mau đến nhà máy nào. Ồ, bé ơi, con chạy đi đâu vậy? Ồ, bé nhà nhanh ghê. Bé con nào đây? Lại đây nào, ba mẹ đang đợi con á. Thế là xong. Nhưng anh shipper đâu rồi ta? Hả? Mình tới rồi nè. Ghép các bộ phận lại. Lấy một ít đất sét nhẹ. Đặt phần đầu vào. Tiếp theo là gắn cặp cánh. Còn đây là đôi mắt. Dùng cọ quét một lượt. Đội mũ vào nào. Mình được giao việc gì á? Giao em bé. Đây nha. Dễ thương ghê. Cảm ơn cậu. Mình lên đường đây nha. Chị đang đợi em bé giao đến phải không? Ồ, không thể tin được. Chọn bé nào đây ta? Anh chọn bé này. Nhìn con bé vui chưa kìa. Chúc mừng anh chị đã nhận nuôi cô bé. Tôi phải đi đây. Bum bum bum. Hình như là nhà này. Cậu gõ cửa thử đi. Có ai ở nhà không? Tôi đợi shipper cò lâu lắm rồi á. Cuối cùng cậu cũng đến. Tôi sẽ nhận nuôi cô bé câu có này. Con gái của mẹ. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại. Đến nhà của chán ghét rồi nè. Giao hàng đây. Họ không nghe thấy sao ta? Có chuyện gì mà gõ cửa hoài vậy? Công việc khẩn cấp. Gì vậy? Tôi giao em bé, để tôi xem. Ồ, dễ thương quá. Lại đây nào, bé con của mẹ. Xem họ hờ hợp chưa kìa. Út, lâu khóc mất rồi. Sao giờ? Tôi phải đi đây. Tôi muốn trả hàng, chạy mất tiêu rồi. Lo Âu là một đứa trẻ mới biết đi. Giúp em bé lớn lên nào. Lấy bé búp bê nha. Phóng to hơn một chút. Vẽ lông mày nè. Chuẩn bị các màu sắc. Tô chiếc áo màu trắng. Rồi vẽ các sọc ngang. Thêm thắt lưng nè. Mình muốn gặp mẹ. Mẹ ơi, bé yêu của mẹ. Con lớn hẳn lên rồi á. Con nhìn nè, đây là sân chơi, nơi các bạn nhỏ vui đùa. Ô không, cậu chơi với tụi mình ha. Mình không chơi đâu. Con sợ trượt xuống lắm. Nhỡ ngã thì chết mất. Con đúng là đồ thỏ đế. Vậy đi với mẹ ha. Ok. Sẵn sàng chưa? Đi lên nha. Trượt xuống nè. Chơi nữa đi mẹ. Các bạn nhỏ học gì cũng nhanh. Chuẩn bị các nguyên liệu. Lấy cặp que này. Chọn một tiếp màu. Bóp một chút ra nha. Rồi tô màu cam lên. Lấy một đoạn dây. Làm thành chiếc móc. Ghép các bộ phận lại. Rồi lấy chiếc bông tắm. Cắt sợi dây. Một cuộc phiêu lưu thú vị đang chờ đón. Chào mừng bé đến trường mẫu giáo. Ngoan nha con. Hẹn gặp lại chị lúc 6 giờ. Ồ, giận dữ kìa.
bạn mới ơi. Cậu muốn vẽ với mình không? Thôi mình cảm ơn. Thôi thì thôi. Bao giờ mẹ mới đến vậy ta? Sao cậu lại ngồi đây vậy? Mình chẳng quen ai ở đây cả. Cậu giữ chú gà này đi. Muốn đi bắt bướm với mình không nè? Để mình chỉ cho cậu. Đầu tiên là lấy lưới nha. Được rồi nè. Mau đi nào. Ở đây nhiều bướm cực. Đây nè. Mình sẽ bắt được. Nhanh thật á. Đứng yên nha. Đúng nè. Vậy là hai bạn nhỏ đã quen với nhau rồi. Ồ, thời gian trôi nhanh ghê. Lấy một cuộn giấy. Thu nhỏ lại nè. Đặt giấy lót ở dưới. Rồi chuẩn bị máy in. In ảnh nào. Thêm nữa nè. Cuối cùng là quấn quanh bằng dây thừng. Xin chào. Cho vào ba lô giúp mình nha. Không thành vấn đề. Đã xong. Cảm ơn nha Lalilu. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học. Lo Âu đâu rồi ta? Đến lớp rồi. Tìm chỗ ngồi thôi. Mình đúng là hậu đậu mà. Đứng dậy nào để mình đỡ cậu. Cậu phải cẩn thận hơn á nha. Ủa đâu mất rồi? Mình xấu hổ quá à. Có mình đây mà. Ra đây nào. Vui vẻ đã chuẩn bị một bất ngờ. Tụi mình cùng lập danh sách mong muốn ha. Triển nào. Trò này vui ghê. Tụi mình còn một ít keo của cậu nè. Tụi mình muốn trở nên giàu có và nổi tiếng nữa. Đập tay nào. Nhưng mà bằng cách nào ta? Mình nghĩ ra rồi. Tụi mình cùng làm xe bán xúc xích ha. Lấy các bánh xe. Thêm logo. Chọn một chiếc ống hút. Rồi tìm một chiếc cốc. Đặt mái che lên nè. Xếp đồ lên mặt bàn. Nước sốt và xúc xích đã có đủ. Chuẩn bị đi bán hàng nào. Các cô gái đang nghĩ cách làm giàu. Mình sẽ hát. Wow, cậu thử hát đi. Ô, thật đẹp mà. Mình tham gia với nha. Khi cậu ở cạnh mình. Hát dở tệ. Tai đau quá à. Mọi người không thích nghe mình hát. Phải làm sao bây giờ? Bánh sườn bò với mứt. Món sandwich yêu thích của mình. Bánh kép ngon hết sảy. Hay tụi mình bán xúc xích đi. Vào việc nào. Wow, đông người mua quá à. Tôi trước. Tôi mua trước mà. Bán hết rồi nè. Tụi mình giàu rồi. Một chú cún. Dễ thương ghê. Còn quấn người nữa. Này, em đi đâu vậy? Cẩn thận nha, cún ơi. Chú cún đang gặp nguy hiểm. May mà kịp. Em đã cứu Lucky. Cảm ơn vì sự tốt bụng của em nha. Nhiều lali đô la quá trời nè. Đến lúc cô nàng trưởng thành rồi. Mình đi nha. Lalilu ơi, giúp mình thay đổi diện mạo được không? Lau sạch sâu môi. Ủa, lông mày của mình đâu? Tóc mình bị sao thế này? Oh my god. Tìm một chiếc tất. Tên tên. Còn chiếc váy. Trùm váy vào nè. Thêm dây đai và hai chiếc cúc. Mình muốn đi tất nữa. Khâu thêm chiếc túi. Xem cô nàng xinh chưa kìa. Kéo của cậu nè. Mình phải đi lẹ đây. Mở một cửa hàng riêng. Mình đã làm được. Chúc mừng cậu nha. Mình mừng cho cậu lắm luôn á. Mình cắt băng nha. Lo Âu trở thành một doanh nhân rất thành đạt. Mọi thứ bắt đầu từ một sở thích. Dâu tây phủ sô-cô-la. Bánh nè. Của tôi, cho tôi mua. Bị máy quay bắt trọn rồi nha. Một khoảnh khắc thật hài hước. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Để tôi giúp cho anh. Tôi sẽ lo toàn bộ viện phí cho anh. Bánh trên kệ đều đã bán hết sạch. Yay, tụi mình làm được rồi. Phải ăn mừng thôi. Xếp thành hình kim tự tháp.
trang trí bằng hạt cườm, thêm ảnh in sẵn, tên tên, thêm món trang trí nữa. Wow, chương trình truyền hình nè. Và hôm nay trường quay chúng tôi được đón một vị khách đặc biệt. Tụi mình yêu cậu. Bí quyết thành công của bạn là gì? Chính là yêu việc mình làm. Tôi sẽ thử chút bánh nha. Ngon tuyệt vời. Còn nhiều lắm á. Tôi có chuẩn bị một bất ngờ nữa. Ồ không. Đứng yên. Nhớ cảm ơn tôi nha. May là không sao. Ten ten. Đỉnh của chớp. Hết sảy. Ngon muốn rớt nước mắt. Tôi mong được thưởng thức lắm rồi nè. Cảm ơn nha. Anh nghĩ anh yêu em mất rồi. Em thật sự rất tài năng. Mình mang cái này đi nha. Lấy vỏ hạt mắc ca, dùng keo nóng để đắp thêm xung quanh, rồi tô màu xanh lá, dùng cọ quét qua một lớp, cuối cùng thêm chiếc ống hút dành cho phần sâu trên bãi biển. Em đi bơi đây. Nếu cần gì thì cứ gọi cho anh nha em. Chẳng nhìn thấy đấy đâu cả. Mình có mang theo phao cho chắc. Mình có ý này. Cho tôi 2 ly cốc thai. Chúng tôi có nước cốt dừa á. Được, lấy cho tôi nha. Cô nàng sẽ thích cho mà xem. Người yêu mình đâu ta? Cô nàng đi xa thật á. Đang bận chơi với sóng. Vậy là mình sẽ có thời gian tạo bất ngờ. Mình sẽ làm như này. Đáng yêu chưa kìa. Lãng mạn quá. Còn em cũng yêu anh. Em có đồng ý lấy anh không? Cạn ly. Ồ, nhìn kìa. Gì vậy anh?